lên quá nhiều cái lượng. Alo. Ok chào chú, nghe không? Anh nghe chưa? Đúng rồi ạ. Rồi. Rồi hôm nay là cố gắng để chịu chỉnh nhé, một lần cho nó cổ rồi là khóa lại, không cho các nghiệp giữ chỉnh theo cảm tính, theo cái tố tai sở thích của mình thì nó lại có quy chuẩn theo cái vấn đề cái kiến thức này. Cả trên bàn thờ nhá, bắt đầu. Ok, dạ. Ba cái này là cùng một hay là ba cái này là cùng một à? Ba cái này đi. Ba đường nhưng nó cài bằng nhau chứ. À, cài bằng nhau đúng không? Rồi. Rồi. Khó thác đấy. Thầy của anh khó thác. Khó thác. Đang chuẩn bị hát bài khó thác nghe đã. Nghe thằng em nó hát đã lắm. Chúng ta sẽ nghe ca khúc Phó Thác do anh trưởng ban âm thanh anh hát. Lần một lần ban âm thanh và cái hát một cái giọng ca rất là hay của giáo xứ Kẻ Tùng, hát bài Phó Thác do thầy niệm đàn trên hệ thống loa Bose MA12 của Somai Audio đã lắp cho Trang. Thank you.